Trời ơi là trời. Ai đã ị ra trước nhà của ta như thế này? Trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi kìa. À, mình đã thấy được hung thủ rồi mấy bạn ơi. Thì ra chính là con heo bên kia. Trời ơi là trời, bạn coi nè, nó ị đầy nhà mình luôn mấy bạn ơi. Ơi lụm lại. Trời ơi thúi quá, lụm lại đem bóng cây chứ, để nhiều quá nhìn thấy thúi quắc luôn các bạn ơi. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Ông sáng sớm ông la làng dữ vậy? Trời ơi trời. Bà qua bà lụm phụ tôi, bà coi nè, trời có con heo này nó ị ra đầy sân mình luôn nè. Trời ơi là trời. Trời ơi trời. Xích buổi sáng đi làm xích rồi. Trời ơi là trời, tôi nói thiệt với bà luôn, thế đúng là thế giới của hacker. Nè không, nó đang ngủ nè các bạn coi nè, chuẩn bị nó ngủ. Rồi xong nó lại thêm cục nữa. Trời ơi trời, nó lại ngủ. Ê, cái con này mỗi trời lần đất ơi. Mấy bạn ơi hình như đó nó lại ị. Trời ơi trời, hình như là con heo trong mini world là nó ăn một chút xong nó lại ngủ rồi nó lại ị các bạn ơi. Cứ ngủ vậy cái là nó lại ị à. Trời bạn coi nè, mình lụm nè. Trời ơi mình lụm từ nãy giờ gần hơn được 50 cục luôn bạn ơi. Trời mình mà trời đất ơi. Mình sắp trở thành đại gia phân bón. Trời ơi là trời. Ai, thôi kệ, cái đống phân bón này mình bỏ ở trong đường để sắp tới mình bón cây cũng được không sao. Ai, trời ơi. Ok, thôi gom hết đồ nè. Ê, ok bạn ơi, thì như mấy bạn nào đã xem ở tập trước á. À mà khoan, hình như mình còn quên gì không ta. À, mình quên chào mấy bạn. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và kế bên mình xin hiểu bạn đó chính là Sammy nữa. Ok, thì hôm nay nè bạn ơi, bọn mình đã quay trở lại với gọi là thôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn quá. Cái con heo mất dạy. Con heo này vô duyên, người ta đang chào mà nó yên kìa. Ai mà biết được. Người ta đang chào mà nó dám ị. Tức quá, để mình nạp đạn vô, mình cho nó mấy viên đạn đấy. Mày đứng lại. Mày hả mày? Chết mày đi. Này thì ị này. Ủa nó mới rơi ra gì đây? Trời đất ơi. Ôi. Trời. Mấy bạn ơi, mình có nhìn nhầm không vậy? Hình như hồi nãy mình mới giết nó xong nó rơi ra cục vàng phải không? Ê Sam ơi, hình như là tôi nhìn nhầm đúng không? Bà có nhìn thấy giống tôi không? Tôi thấy giống cái trang ông luôn. Trời. Cái gì mà ghê quá vậy? Đâu, từ, để mình thử lại coi, Ờ, còn con heo trên đây nè, để mình lên mình thử, mình bắn con heo luôn coi. Cái gì đâu mà lạ vậy? Ok, thử lại nha. Mày hả mày? Được vàng. Ôi. Nó được thêm cục vàng nữa nè. Trời ơi, heo đẻ ra vàng mấy bạn ơi. Wow, trời xịn dữ vậy ta. Ui, khoan từ, để mình thử có cái con khác coi. Nãy là con heo đúng không? Bây giờ mình sẽ thử cái con gà coi nè, có con gà ở đây nè, để mình thử coi. Mày hả mày? Ôi, cái này cái này là kim cương nè. Gì? Trời ơi mấy bạn ơi, không những là dùng đất có thể chế ra được kim cương mà trong thế giới hacker của chúng ta, con gà còn có thể đẻ được kim cương luôn bạn ơi. Wow. Xịn dữ ta. Ơi mà khoan, trước tiên là mình cần phải làm một cái máy khoan để mình khoan mình lụm lại mấy cục này đã. Trời sướng dữ vậy trời. Ok, để mình vô mình coi coi. Để chế tạo một cái máy khoan, mình cần một cục đá với lại một cục gỗ. Trời, sao mà dễ vậy? Sam ơi, sao mà dễ quá vậy? Cần một cục đá với một cục gỗ mà. Ờ đúng rồi, cần cục đá với cục gỗ là chế được cái máy khoan luôn nè. Ôi trời, ok tôi chế nha. Nè Sam ơi, tôi đưa cho bà một cái nè. Tôi mới chế tạo được ba cái mũi khoan luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, đúng là thế giới của hacker. À, mới quay lại có xíu thôi lại xuất hiện thêm ba cục phân nữa rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi cái con heo này. Ê mấy bạn ơi, mình có nên gọi là xây một cái chuồng mà nhốt mấy con heo này lại không ta? Nó ị tùm lum trước nhà mình hết à. Ờ, mà cũng đúng rồi Sam ơi. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Mấy con heo này á là mấy con heo gọi là đẻ ra vàng. Rồi mấy con gà thì nó lại đẻ được kim cương. Hay là bây giờ nè các bạn, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là xây một cái chuồng. Sau đó mình nhốt hết mấy con động vật lại. Để có gì bọn mình sẽ nuôi mà nó lớn lên. Để bọn mình sẽ lụm được vàng với lại kim cương miễn phí luôn đó. Sẵn này lấy thịt bọn nó ăn luôn, đúng không Sam? Đúng không? Nghe hay nhờ. Ừ đúng vừa rồi. Kim cương mà có đồ ăn. Sợ đúng xịn, rồi. Thật sự. Quá xịn luôn. Ok bây giờ mình sẽ khai thác mấy cái cục hồi nãy mình có này á. Ok. Thôi mấy con gà này tạm thời mình đừng có giết nó nha Sam, mình để mình nuôi nó nha. Ok. Để mình qua mình coi ra còn con gì khác không. A à, ha, mình đã kiếm được một con kiều rồi các bạn ơi. Ôi, mấy bạn ơi, hồi nãy á thì mình quấn con heo thì nó cho mình ra vàng, còn mình quấn con gà thì cho mình kim cương. Không biết con kiều nó sẽ cho mình cái gì đây ta, để mình thử quấn nó thử nha. Ai, xin lỗi mày nha kiều, nhưng tao muốn xem coi mày đẻ được cái gì. Ok, quấn nó thử. Để coi coi. Ôi nó rơi cục gì nè? Cục sắt Sam ơi. Ôi, hay dữ vậy?
Wow, ra được cục sắt luôn. À, vậy có nghĩa là trong đây là con gà là quý nhất đó bạn ơi. Con gà có thể đẻ được kim cương nè. Rồi con heo sẽ đẻ được ra cục vàng, mà không những cục vàng mà còn ra được cục phân nữa. Trời ơi trời. Con heo ra đâu vì lý do, tôi nghĩ lý do vì ta con heo này có ra cục vàng hợp lý rồi đó. Nó đẻ nó trời đẻ ra cục vàng thấy không? Ok. Hợp lý à? Hay thôi bây giờ mình nghĩ như thế này nè các bạn. Bây giờ ở đây cũng có kiều nè, ở trong kia thì có rất là nhiều heo với lại là gà luôn. Mình nghĩ rằng mình với lại Sam sẽ xây một cái chuồng thật là to để nuôi hết bọn nó nha các bạn nha. Ây, ok, thấy hợp lý không Sam? Vừa kinh doanh mà còn vừa được ăn uống nữa, trời đất ơi, quá hay. Đúng rồi, bọn mình vừa kinh doanh, bọn mình nuôi mấy con này, bọn mình vừa kiếm được vàng, vừa kiếm được kim cương mà còn vừa có thịt bọn nó để ăn nữa. Trời ơi, quá hợp lý luôn. Ê, hình như là hồi nãy tôi nhớ là ở nhà bà có trồng một cái đồng ruộng đúng không? Kìa đâu kia kìa, đang nuôi nè. Ok, được, trồng một cái đồng ruộng này thì mình có thể lấy lúa để mình đi mình dụ mấy con kia về được. Ok. Nhưng mà khoan, trước tiên là phải xây một một cái chuồng đã, từ. Bây giờ tôi phải qua đây tôi lấy gỗ tôi xây cái chuồng đã bạn ơi. À, ok. Thì lấy gỗ trong đây cũng rất là đơn giản luôn nha. Bạn chỉ cần lít vào đây nè. Rồi ok. Ở đây thì mình có rất là nhiều gỗ luôn. Thì các bạn có thể chế tạo gỗ từ đất nha bạn nha. Đó. Thấy đơn giản không? Gỗ các bạn có thể chế tạo được từ đất đó. Ok. Rất là đơn giản luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chế tạo cái này đấy. Thiếu gỗ thì mình cứ đi mình lấy đất xong mình lại chế, mình chế tạo đất biến thành gọi là gỗ cho mình xài. Tại cái này là thế giới của hacker mà, cho nên là cái gì cũng có thể biến được từ đất hết bạn ơi, rất là xịn luôn nha. Ok. Rồi để coi kiến trúc này. À đây cái chuồng đây, mình lấy cái chuồng này. Đó mình sẽ chế ra. Rồi ok. Đây. Bây giờ Sam ơi, Sam có tôi. Qua đây phụ tôi đi đây. Bây giờ tôi chọn cái chỗ này nè. Chỗ này là sẽ là chỗ để chúng ta gọi là chúng ta xây cái chuồng nha. Ok. Thì bây giờ bà có cái sản chưa? Đây có sản. Rồi ok. Có sản luôn. Bây giờ bà đào phụ tôi nha. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào chỗ để gọi là nuôi mấy con động vật này nha các bạn nha. Ok, let's go. Dạ thôi. Rồi, ok bạn ơi, thì sau một thời gian xây dựng thì mình đã xây được gọi là ba cái chuồng nữa bạn ơi. Chỗ này sẽ là chuồng gà nè, ở đây sẽ là chuồng heo, còn chỗ này sẽ là chuồng để nuôi kiều nha. Ok. Rồi, bây giờ bọn mình cùng nhau đi lấy lúa để gọi là dẫn mấy con gà vô bên trong nè. Đây, ok. Có quá trời lúa luôn. Đây. Cho tôi thắc mắc một cái được không? Sao? Bây giờ gà mình dụ bằng vậy là hạt giống đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình cầm cái hạt giống mình lại gần con gà đi theo mình luôn. À thế à? Bây giờ con heo sao? Bò sao, cừu sao? Đúng rồi ha. Tính ra bạn ơi là chúng ta có thể sử dụng hạt giống để dẫn con gà đến được. Nhưng mà con heo thì phải có cà rốt thì nó mới chịu đi theo bạn ơi. Chết rồi, vậy con heo giờ sao ta? Làm cách nào đi nhờ? Sam nói giờ mình mới để ý. Để suy nghĩ coi. À, đúng rồi. Trời ơi, quá đơn giản, có gì đâu Sam. Bà quên mất đây là thế giới của hacker à. Trời ơi, trời, rất là đơn giản thôi. Qua đây để tôi chỉ cho nè. Bà có biết ở trong Mini World nó có một cây súng rất là hay, có thể biến mọi con vật thành quả trứng không, bà biết không? What the hell? Biết, đó là súng biến thành động vật thành trứng. Đúng rồi. Mấy bạn ơi, có bạn nào chơi Mini World mà mấy bạn biết có một cái cây súng mà có thể biến gọi là mấy con động vật thành quả trứng á, thì mấy bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Đó, mình biết cái cây súng đó luôn á. Ok, giờ tôi sẽ chế tạo ra cho bà coi nè. Ok. Ok, xong rồi nè. Ta 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 ta. Ghê chưa? Ồ hay quá. Rồi bây giờ mình là trời. Cái cây này rất là dễ chế luôn á, bà biết nó chế bằng gì không? Đây tôi coi. Nó chế bằng 5 viên kim cương, còn viên đạn của nó thì chế bằng 3 viên kim cương đó. Nói chung là thế giới hacker á, mọi thứ đều được chế bằng đất với lại kim cương hết, rất là đơn giản luôn. Ok. Bây giờ tôi cho bà một cây nè. Đó, tôi cầm một cây hiểu không? Tôi cho bà một ít đạn nữa nè. Đây, cầm đạn đi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ nạp đạn vô. Rồi, lại gần mấy con heo. À nó đang ngủ nè, tôi bắn vào cái. Bùm. Rồi nó biến thành quả trứng luôn. Này thì cho mày ngủ quá mày. Đó, bây giờ mấy bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ đi bắt mấy con heo lại, xong rồi mình sẽ nhốt vô trong chuồng để cho bọn nó có gì bọn nó ị thì bọn nó ị trong chuồng nhá bạn nha, chứ mà nó ị ở bên ngoài đây thúi quắc luôn á trời. Ok. Ê, con heo kia kìa, để tôi. Mày hả mày? Đó, biến thành quả trứng luôn. Sao mày, bà thử đi. Đâu rồi, tôi bắn con này coi. Con gà kìa. Bắn. Ủa sao bắn được vậy? Bắn chiu. Ôi đấy, ghê. Ủa, không biết nó biến con cấu trúc thành trứng được không ta? Thử coi. Ủa,
không được. Bất trời tử luôn. Con gấu trúc là nó bất tử rồi các bạn ơi. À, thôi kệ đi. Ok, bây giờ bọn mình cùng nhau đi săn nha. Rồi ok bạn ơi. Bây giờ mình với Sam sẽ cùng nhau thi đấu đi săn nha bạn nha. Để coi coi mình với Sam ai sẽ là người đi săn nhiều hơn nè. Ok. Sam nhớ số đố tôi không? Ok luôn. Đó. Ok luôn. Rồi ok, bây giờ tí nữa mình đếm coi mỗi người được bao nhiêu quả trứng nha. Ok, tôi bắt con gà này luôn. Rồi ok. Dạ tôi đi và tôi bắt nè. Rồi ok. Tôi bò trong xem luôn. Ok. Không, trong đây chỉ có cừu heo với lại gà thôi chứ không có tính con bò nha. Ok rồi, đi kiếm thôi. À, lại thêm một con heo đang nằm ngủ bạn ơi. Trời ơi mấy bạn coi kìa, nó ị tùm lum tùm la luôn. Trời ơi trời, con heo này mất vệ sinh hả mày? Tao bắt mày lại luôn hả? À, trời ơi trời. Một tí nữa tao nhốt mày vô trong chuồng, mày mà ị trong chuồng rồi mày tha hồ mày hửi luôn chứ mày không có gọi là làm gọi là mất vệ sinh nữa. Ok, con gà nè. Đấy. Ui, bên kia có quá chị cừu luôn bạn ơi. Để mình qua mình bắt. Trời kỳ này mà mình thắng chắc luôn rồi bạn ơi. Ơi, có con cá nè. Đâu mình bắt cá được không ta, để mình thử coi. Mày hả mày? Không được các bạn ơi, con cá mình không bắt được rồi, thôi kệ. Bắt mấy con cừu rồi thôi, mình thắng chắc rồi. Thôi, tôi đang ở trong đảo cừu nè Bông ơi, làm như chắc ông là được ở đảo cừu vậy có. Trời ơi, nhưng mà chỗ tôi cũng hơi bị nhiều kiều luôn nè. Đó, thấy không? Quá trời luôn. Trời trời mấy bạn ơi, bên đây quá trời kiều luôn. Trời ơi, mình thắng chắc rồi. Mấy bạn ơi, có một con chó đang nhảy hip hop. Bố mày cắt đầu mòi, bố mày cắt đầu mòi. Yeah. Trên cây. À, ok, để mình bắt nó lại luôn. Mày hả mày? À, hợp lý bạn ơi. À, hay là bây giờ mình thử mình bắt mấy con chó về mình nuôi luôn đi ta. Ừ đúng rồi. Tí nữa mình đi mình kiếm mấy cục xương á xong mình nuôi nó. Đúng rồi. Mình nuôi nó để mình canh nhà bạn ơi. Canh nhà bạn ơi. À không, để cho nó canh nhà chứ sao lại là để cho mình canh nhà nhầm. Không ơi. Ok. Gì Sam? Ở chỗ tôi nè, có thằng ăn hiếp tôi nè. Đâu? Thằng nào? Thằng nào láo? Thằng nào láo dám ăn hiếp Sam? Để tôi qua tôi bắn nó. Rồi đây, Phong tới đây. Sam đâu? Sam. Ôi thằng nào? Mày thấy cái này là gì? Trời ơi, cái con quái vật một mắt. Mày hả mày? Mày dám đánh Sam mày? Mày. Ủa sao tôi bắn nó không được? Ủa, con này mình bắn nó không được các bạn ơi. À, vậy thôi tao sẽ dùng kiếm. Mày, tao sẽ dùng kiếm để quấn mày. Mày đâu? À, nó hay xuất hiện là sau lưng mình lắm mấy bạn. Đó, thấy không? Mình biết mà. Mày hả mày? Nè sau lưng nữa nè. Nè. Mày dám quấn Sam hả? Ok, sau lưng kìa. Mày hả mày? Chết mày chưa con? Rồi chết béo rồi. Quá đơn giản. Ok. Đau quá à, nó cắn tôi bầm dập luôn Phong ơi. Thôi có gì đâu, Phong quýnh nó mà. Đây nè, Phong cho Sam này nè. Cái gì vậy? Cái đó là cái đôi mắt của nó. Cái đôi mắt của nó có thể giúp chúng ta tìm được đến ngay cánh cửa địa ngục quá ghê không? À. Ủa, ok. Hay dữ vậy? Lụm cái đó đi, đem về nhà. Rồi ok. Ôi có con gà nè, để tôi bắt luôn. Mày ơi. Rồi ok thôi rồi. Xong rồi, bây giờ bọn mình về nhà để bọn mình gọi là nuôi mấy con này đi. Nhanh lên. Hey, rồi ok, bây giờ để mình đếm thử nha bạn nha. Đầu tiên để tôi đếm trước cho bà coi nè. Đầu tiên là kiều này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi đó, 9 con kiều luôn. Ghê chưa? Ui, 9 con luôn hả? Nhiều dữ vậy? Đúng rồi, tôi kiếm một lần 9 con luôn á. Rồi tôi đếm thêm coi, rồi tới lượt là heo nè. Ok. 1 2 3 4 5 6. Rồi, 6 con. 9 cộng 6 là 20. Một là mày bị điên. Đúng không? Hoặc là ngu ngốc. Cười gì? Ta cười gì? Tôi sợ 20. Ủa học đâu ra vậy Phong? Ơi tôi giỡn á. Trời ơi mấy bạn ơi, làm như mình không biết. Vậy tôi chỉ giỡn cho vui thôi. 9 cộng 6 là bằng 30 chứ gì. Tôi biết mà. Ok vậy nha. Rồi ok. Ui con gà đẻ trứng nè. Để trong kia là nó đẻ trứng á Phong. Để cái này ở trong là nó sẽ đẻ trứng á. Ghê không? Gà đẻ trứng á. Ok chưa? Rồi tôi còn kiếm được thêm 3 con gà nè. Đó. Trời ok. Trời ơi gà kiếm ít thịt nè. Gà tôi kiếm 8 con lận. 6 cộng 9 là bằng 15, cộng thêm 3 con gà nữa là sẽ bằng 18. Đó, ok, tôi được 18 điểm. Rồi còn cái lượt Sam á. Dạ, tôi là 8 con gà. Đó, gà có giả hơn. Ú, có gà con kìa. Thôi mệt quá, kệ gà con đi. Bà làm ơn, bà đặt mấy con gà của bà ra cho tôi đi. Nhanh lên. Ủa, đặt 1, sao 1, 2, 3, 4. Đếm nhanh, 5, đếm đi. 6, 7, 8 con. Tôi nhớ mà, 8 con nè. Rồi, 8 con. Rồi, tới lượt kêu. Rồi, kiểu hoa kiểu là 7 con nè. 1, 2, 8 với 7, 3. 8 với 7 là bằng 15. Gần bằng tôi luôn rồi, nhưng mà vẫn thua tôi 3 điểm. Ủa gì vậy Phong, tôi còn 6 con heo nữa Phong ơi. Phong ơi. Ê, 6 con heo lận hả, gì nhiều vậy? 6 con heo. Liêu Sammy đã người chiến thắng. Bận bất tôn. Trời mấy bạn ơi, Sammy đến tận kiếm được đến tận bao nhiêu điểm ta? 6 con heo cộng thêm gọi là mấy con gà. 8 con gà. Thôi nói chung là hồi nãy mình tính thì hình như là Sam hơn mình 3 điểm mấy bạn ơi. Thôi được rồi, coi như Sam hơn tôi 3 điểm. Thôi tôi tặng cho Sam một phần thưởng nè.
hả? Mày bị điên à? Lúc nào ông ngược lại nè. Lấy đây. Tôi gì vậy? Cho tôi ít bánh bánh mì, tôi đói rồi Tâm ơi. Tìm trời ơi. Đói bụng à. Bà này không, không, bà này không biết gì hết trơn á. Bà lụm mấy cục phân này vô để bà gọi là bà bón cây, hiểu không? Tôi biết bà rất là thích gọi là trồng trồng lúa, cho nên tôi cho bà mấy cục phân này là hợp lý rồi chứ còn gì nữa. Rồi qua đây. Trời đất ơi. Bà đói bụng đúng không? Bà đói bụng đúng không? Rồi qua đây. Yên tâm, thế giới hacker là không bao giờ thiếu đồ ăn. Bà có thể chế được bánh mì từ một cục đá. Đó, ghê không? Rồi, tôi cho bánh mì này. Đây là mì bằng đá. Đâu, bánh mì này ăn được nè. Bà ăn thử đi. Đó, thấy không? Ăn được rồi, thấy không? Đó, ok, cho tôi miếng đi. Không rụng đá. Cho tôi miếng đi, trời ơi, yên tâm đi. Bánh mì này mềm lắm, không phải cứng, cứng như đá đâu. Rụng răng. Ok, rồi. Hey, ok bạn ơi, thì trong tập này mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã xây dựng được một cái gọi là nông trại vui vẻ đó. Một cái nông trại vui vẻ có rất là nhiều động vật trong đây, như là gà nè, kiều với lại là heo bạn ơi. Đó, thì mấy con heo nó ị thúi quá, trời ơi trời. Nó ị đầy trong chuồng luôn kìa. Ôi ơi, ok thì ở bên đây thì có mấy con gà nè. Thì mấy con gà rất là đặc biệt luôn bạn ơi. Đó chính là những con gà này có thể gọi là đẻ được kim cương nha. Đó, thấy không? Giết nó cả là được viên kim cương luôn á. Bọn mình sẽ cố gắng nuôi cho bọn nó thật là lớn để bọn mình gọi là kiếm được thêm nhiều kim cương sắt và vàng hơn nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Trời mấy con heo mày đừng có ị nữa coi, để tao chào coi. Ôi quá. Hôi quá, thúi quá. Trời ơi trời. Ok, và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh mình cùng với kênh của Sammy và các thành viên của Hero Team nha mọi người. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.